Trong những ngày này, cùng với sự nỗ lực của thành phố trong việc huy động xã hội hóa các mặt hàng thiết yếu, rau củ để cung cấp cho người dân, từ phường xã đến các khu dân cư, các thành viên ban điều hành phòng chống dịch trở thành cầu nối yêu thương, kết nối những tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ người dân những xuất quà ấm áp nghĩa tình. Phóng sự được thực hiện tại quận Ngũ Hành Sơn. Tại tổ 17, khu dân cư Đa Mặn 2A có 120 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Cùng với việc phân phát kịp thời, đồng đều những phần quà rau củ từ các nguồn hỗ trợ về cho dân, ban điều hành khu dân cư vận động mạnh thường quân hỗ trợ 70 kg cá nục, 60 kg rau cải và xà lách để người dân cải thiện bữa cơm, 1.100 bánh mì, 1.300 quả trứng để bà con ăn sáng. Vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, tuy nhiên rồi mua bánh mì và trứng cho bà con ăn sáng. Không riêng gì dân mà phòng trọ cũng có. Mỗi phòng trọ cũng giống như người dân. Một bữa ăn sáng là mỗi người là một ổ bánh mì và mỗi phòng, mỗi nhà dân là 6 quả trứng. Với phương châm ba tại chỗ, các ban điều hành khu dân cư linh hoạt vận động những hộ kinh doanh bún mì tươi, bánh mì ở khu vực, phát huy tinh thần, nhường cơm sẻ áo ủng hộ sản phẩm, tự sản xuất được để bà con đa dạng bữa ăn sáng. Những khu vực có hộ trồng rau thì san sẻ nhau từng bó rau muống, rau dền. Hay khi nghe tin khu vực có công nhân thuê trọ, sinh viên tạm trú có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương, các hộ dân khu dân cư kịp thời có mặt giúp đỡ, cùng động viên nhau vượt qua dịch bệnh. Anh em công nhân ở đây rất cảm ơn chính quyền đã ủng hộ cho anh em qua những cái dịch bệnh. Thống kê tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn phường, thì đến nay thì chúng tôi đã đến từng cái công trình từ lớn đến nhỏ, có cái phương án hỗ trợ về lương thực thực phẩm, rau củ quả cho các công nhân mắc kẹt tại các công trình. Những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân quận Ngũ Hành Sơn nói riêng và cả thành phố nói chung đồng lòng tuân thủ quy định. Tuy khoảng cách có thể xa nhau, nhưng tất cả tấm lòng của mỗi người như gần hơn, gắn bó hơn, lan tỏa sự sẻ chia, yêu thương, gói ghém giúp nhau vượt qua đại dịch.